Y sụt giảm, giá trao đổi không thay đổi. Sức mua giảm. Theo thông tin từ hầu hết các nhà bán lẻ trong nước, sức mua của các sản phẩm Huawei đã sụt giảm nhiều trong tuần qua. Đại diện FPT Shop cho biết, sự suy giảm này đến từ việc nhiều thông tin trái chiều trên thị trường và sự nhiễu loạn thông tin đối với người tiêu dùng. Đại diện Thế giới di động cũng cho biết tương tự và nói rằng, dù có sụt giảm so với thời điểm trước đó nhưng những ngày cuối tuần qua, sức mua cũng tăng nhẹ trở lại. Ở một số nhà bán lẻ nhỏ hơn, sức mua smartphone Huawei cũng giảm nhưng không đáng kể. Huawei chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng các thương hiệu bán ra nên mức sụt giảm về lượng mua không thực sự đáng kể, một đại diện bán lẻ trên đường Trần Quang Khải, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Mức giá bán chính hãng cũng không có sự thay đổi trong thời gian vừa qua bất chấp cho sức mua sụt giảm. Đại diện một nhà bán lẻ chia sẻ rằng, Huawei đang kiểm soát giá bán tại Việt Nam, chống phá giá để gây hoang mang cho người dùng trong thời điểm thông tin trái chiều xuất hiện quá nhiều trên thị trường. Phía hãng này cũng gửi thông báo cam kết đến với nhà bán lẻ nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật bảo mật và dịch vụ hậu mãi cho tất cả sản phẩm điện thoại thông minh, máy tính bảng của Huawei và Honor hiện có, bao gồm các sản phẩm được bán ra và các sản phẩm đang tồn kho trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái phần mềm an toàn và bền vững, nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho tất cả người dùng hiện nay, một trong những thông báo của Huawei gửi đến đối tác để tạo lòng tin cho người dùng và cả nhà bán lẻ, tránh tình trạng phá giá, xả kho giá đồ cũ trao đổi như thường ngày. Đến thời điểm này, lượng đăng bán smartphone Huawei trên khắp các diễn đàn giao vặt khá nhiều. Đây là một điều không thể tránh khỏi vì tâm lý người dùng bị tác động khá nhiều sau khi Huawei dính phải các lệnh cấm từ Mỹ. Tuy nhiên, giá trao đổi giữa các sản phẩm này vẫn chưa có bất sự thay đổi nào so với tuần trước. Lấy ví dụ điển hình là mẫu hua -E p 30 pzo mới nhất của Huawei, hầu như các mức giá giao bán hiện nay thấp nhất vào khoảng 14,9 triệu đồng. Các giao vật khác cho mẫu sản phẩm này nhìn chung ở mức 15,5 đến 16 triệu đồng. Đây là mức giá giao vặt trao đổi sản phẩm này trong cả tháng qua. Trong thời điểm này, thị trường cũng ghi nhận một số cửa hàng nhỏ sách tay P30 Pro về và chào bán ở 13,5 triệu đồng dành cho máy đã qua sử dụng, chỉ có sạc pin. Một chủ cửa hàng chuyên mua bán smartphone đã qua sử dụng nhận định, giá bán các mẫu Huawei mới đã qua sử dụng sẽ không có mức giảm quá nhiều, ít nhất đến nửa tháng tới, nếu có Mức giá bán trao đổi giảm nhiều nhất là khoảng 10% giá trị máy hiện tại. Tại một số nhóm mua bán trên Facebook, mức giao bán smartphone Huawei cũng tương tự các trang giao vật. Thậm chí nhiều người vào đăng bài viết cần mua SMHONEHUA.EIP30PZO -E -E ở mức 10 triệu đồng, ngay lập tức hứng gạch từ nhiều người và bị loại ra khỏi nhóm. Các quản trị viên trước đó cho biết, việc xóa bài và loại những người hỏi mua điện thoại Huawei giá cực rẻ để tránh gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến tâm lý của người mua lẫn bán. Hiện tại, giá bán các sản phẩm Huawei ở các hệ thống vẫn chưa có bất cứ sự thay đổi nào, hầu như tất cả đều nín thở chờ những động thái tiếp theo từ Mỹ dành cho Huawei. Gia Linh